môn võ thuật công an nhân dân, luôn giúp đạt hiệu quả cao trong chiến đấu. Các đồng chí đang quan sát là các phương hướng và di chuyển, có ý nghĩa là cái gốc và nền tảng cho việc thực hiện các kỹ thuật thuận lợi, cùng các di chuyển linh hoạt, tạo ra những đòn đánh mạnh, chính xác, quyết định và áp đảo đối phương. Cảnh sát cơ động đánh các đối tượng bất ngờ để phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng.
là một yêu cầu cần thiết và rất thiết yếu đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động. Khi đánh bắt đối tượng bất ngờ và đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ thì mới đạt hiệu quả cao trong chiến đấu. Đây là một bài tập đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có sức khỏe, phản xạ nhanh nhạy và ý chí tập trung cao độ. Bài tập này là sự kết hợp giữa các động tác kỹ thuật tiêu luyện với ý đồ kỹ thuật cao, nhanh chóng bất ngờ để đối phương phải thắng được đạn đạn cao không có khả năng chống trả. Đánh bắt đối tượng sử dụng công an sao băng là loại vũ khí thông thường có đặc điểm gọn nhẹ, dễ mang, dễ cất giấu, có thể xoay chuyển nhiều đường lâm cùng lúc và thay đổi vị trí lâm, hướng lâm, hiệu quả sát thương cao, sức mạnh tập trung ở mũi và lưỡi dao, cầm súng nguy hiểm để gây choáng ngất và tử vong ngay. Qua điều tra đã sử dụng công an để khống chế, gây án của giết người. Khi bị phát hiện truy đuổi thì cần dùng công an để chống trả và chạy trốn. Vì vậy chiến sĩ cảnh sát cơ động phải thường xuyên tập luyện đánh bắt, khống chế các đường lâm dao của đối tượng, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, ý chí gan dạ, xoay chuyển thế đánh quyết định hạ gục và đối tượng. Quiet!
dụng súng ngắn. Súng ngắn là một loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm, dễ sử dụng và có khả năng sát thương ở tầm xa, có thể khống chế uy hiếp tinh thần nhiều người cùng một lúc. Cô chế phạm sử dụng súng ngắn hoạt động rất liều lĩnh, manh động để gây án như cướp, giết và các phần tình. Khi bị lực lượng công an phát hiện và truy bắt, thằng chống trả quyết liệt làm cho nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị thương và bị gì. Vì vậy, khi bị đối tượng khống chế tấn công, chiến sĩ cảnh sát cơ động và cảnh sát bình tĩnh tự tin tạo điều kiện để đối tượng mất cảnh giác. Khi có thể cơ cho phép mới được đánh, xử lý tình huống phải linh hoạt, nhanh chóng tiếp cận tấn công làm cho đối tượng mất sức chống cự, rút vũ khí và phá hoại đối tượng. Hey!
phần kỹ thuật vận động cơ bản. Kính thưa tất cả